Vậy đầu tiên các bạn sẽ viết câu lệnh để tạo database trước, đúng không? Database như kiểu là một cái kho để lưu trữ, đúng không ạ? Đấy. Thì tạo database xong thì các bạn mới đến tạo table, đúng không? Đấy. Thì câu lệnh để tạo database các bạn viết là create database. Ở đây có nhắc luôn, đúng không ạ? Đấy, đặt tên database. Ví dụ các bạn là quản lý bất động sản, ví dụ như vậy, thì các bạn nhấn go. Đấy, như thế này đã là thành công, đúng không ạ? Các bạn coi bên này nó có gì đấy ạ? Quản lý bất động sản rồi. Thì ở đây các bạn làm xong, các bạn lưu ý cho cô là các bạn chụp hình lại và chụp hình lại, hiểu không ạ? Chụp hình cái này lại và các bạn lưu ở trên notepad, tức là chụp hình lại là lưu trên Word, còn các câu lệnh á, các bạn copy các bạn lưu trên notepad để lần sau các bạn có thể sử dụng lại, hoặc khi làm xong rồi các bạn xuất ra. Tuy nhiên câu lệnh mà các bạn xuất ra là tôi nhìn thấy là tôi biết xuất rồi. Chứ nhìn giống kiểu là các bạn làm bằng tool xong bạn xuất ra vậy á. Nó không có độ uy tín. Tool là tức là các bạn click vào đây, các bạn từ gõ vào đây nè, đặt tên, không phải viết code. Hiểu không? Thì dùng công cụ để làm. Sau các bạn export để xuất các câu lệnh ra. Hôm trước có hướng dẫn export chưa? Rồi, nghỉ học. Export thì các bạn sẽ xuất câu lệnh ra, hiểu không ạ? Đấy, export cái này đâu mất tiêu rồi. Đấy, chưa có gì để xuất câu lệnh ra. Thì yêu cầu các bạn là phải khi các bạn gõ code xong, các bạn chụp hình cái màn hình lại, pay ra word, đúng không? Và các câu lệnh các bạn gõ, copy gõ vào notepad để lưu nó lại. Copy, các bạn nếu các bạn chụp hình thì các bạn đâu có code đâu, đúng không? Nó chỉ là cái hình thôi, thì hình để làm bằng chứng thôi. Còn để các bạn làm lưu thành thư viện thì các bạn phải gì đã, copy riêng ra đi nhá. Đây, ví dụ câu lệnh create database, đúng không? Đây, quản lý bất động sản, ví dụ như vậy. Rồi, bây giờ đến tiếp theo, các bạn vào trực tiếp quản lý bất động sản. Các bạn vào chọn SQL, xong rồi các bạn viết câu lệnh tạo bảng, đúng không? Tạo table, create table, tên table, cú pháp của nó đây. Đấy là tạo bảng, đúng không? Đấy, tạo table nè. Create table, tên table, cột kiểu dữ liệu, cột kiểu dữ liệu. Ok. Đây là tên cột và kiểu dữ liệu tương ứng. Ví dụ, cô đang nói đến cái bất động sản. Ở đây ta đang nói đến văn phòng. Và mỗi văn phòng nó có hai thông tin, đó là mã văn phòng và địa điểm. Ok. Vậy ta sẽ viết code như sau. Văn phòng, các bạn để tên bảng, các bạn để một là để dấu cãi, dấu xíp gạch. Nếu không để dấu xíp gạch thì các bạn viết chữ đầu tiên, các bạn viết hoa là các bạn đã nhận diện rồi, đúng không ạ? Viết đơn giản thì sau này các bạn truy vấn nó dễ. Rồi, cái này các bạn để tên cột nè, được không? Mã văn phòng kiểu gì đấy ạ? Vacha, được không? Hay là kiểu Vacha hay là kiểu in? Vacha. Bao nhiêu ký tự? Mã thường bao nhiêu? 10 ký tự ha. Phẩy. Địa chỉ cũng Vacha, để địa chỉ 100 ký tự.
Ví dụ như vậy, 100 là nhiều, đúng không? Không sao. Rồi các bạn chạy, copy, Ctrl C. Trước khi chạy, chụp hình, được không? Ok, chụp hình cái màn giao diện này nhớ nhá. Nhớ làm bài lab cũng vậy, các bạn chụp hình lại cho cô. Xong đấy các bạn, wow. Xong chưa ạ? Xong rồi. Để xem cấu trúc thì các bạn vào đây, các bạn có thể xem được cấu trúc struct. Còn xem để nguyên bản, nguyên cả một cái table, các bạn vào cái gì đấy ạ? Ủa cái thằng đi, anh design của cô đâu hết? Design đâu? Đây, vào đây, more. Các bạn vào designer. Some error, server, nó bị lỗi gì? À, cái này cô đang bị lỗi gì đó các bạn ạ? Có lệnh nó lưu lại đây nè các bạn nhá. Create database, select xong. Nó bị lỗi gì á? Đây. Đây, thấy chưa? Thấy cái văn phòng chưa? Đây. Thấy cái bảng chưa? Các bạn thấy table chưa? Nhá. Cái này các bạn nhìn thấy cái dạng hình xong các bạn chụp hình cái này. Đến buổi các bạn chụp hình nguyên cả một cái sơ đồ. Xong các bạn đưa vào cuộc để nộp bài báo cáo, report. Bây giờ cô tạo thêm cái thứ hai nữa các bạn nhìn nhá. Cái bảng thứ hai là bảng gì? Nhân viên đúng không? Nhân viên thì có cột gì ạ? À? Mã số nhân viên và tên. Các bạn có thể thêm một số cái thuộc tính khác, một số cột khác. Nó không ảnh hưởng đến bảng. Ví dụ giới tính được không nhân viên? Có giới tính thì gì nữa? Ngày sinh rồi gì nữa? Số điện thoại liên hệ, email, đúng không? Được không? Đề bài cho đơn giản nhưng các bạn có thể thêm vào. Vậy các bạn quay lại cái anh này. Các bạn gõ code tiếp. Câu lệnh gì đấy? Create table. Khi nãy đấy. Tên là gì? Nhân viên. Có mã gì ạ? À? Mã nhân viên. Tên các bạn để khoảng 40. Nếu các bạn tên dài. Bây giờ các bạn tên dài lắm. Đúng không? Công tằng tôn nữ gì, lấp lánh lung linh gì, tên 4-5 tên. Nhiều bạn 4-5 tên không à? Ok, được chưa? Rồi đến cái gì ạ? À? Ngày sinh. Ngày sinh thì kiểu date. Rồi cái gì nữa? Giới tính kiểu woman. Rồi gì nữa? Email kiểu vacha. Dường như 30. Ok. Được chưa? Đến đấy thôi nhá. Ôi. À. Ok, muốn biết kiểu thì các bạn phải coi, phải học. Tại vì là các bạn, một là các bạn phải, tại vì cái mình không phải học với môn MySQL. Hiểu không ạ? Thì mình nếu các bạn học môn SQL Server có môn hẳn thì trong slide nó sẽ liệt kê các bạn toàn bộ những kiểu dữ liệu. À, không cần học thuộc chứ, mình coi lại. Hiểu không? Làm nhiều sẽ thuộc. Còn ví dụ các bạn học MySQL, học bất kỳ một ngôn ngữ khác thì một là các bạn vào tool các bạn coi. Hai là các bạn lên mạng các bạn search. Ví dụ cái này cô vào tool cô coi hang. Cô vào đây. Các bạn new một table. Ok, các bạn có thể nhìn ở đây nè. Kiểu dữ liệu nè, kiểu in nè, kiểu vacha, kiểu check, kiểu date nè. Rồi có kiểu boolean nè. Kiểu bit nè. Đúng không? Có một số kiểu đặc biệt, ví dụ như kiểu tiny in là kiểu một nửa của in. Nghĩa là in chiếm 4 byte thì tiny in nó chiếm 2 byte thôi. Hiểu không ạ? Nó cái dung lượng nó nhỏ hơn, ví dụ tuổi thì chỉ cần tiny in thôi. In nó nhiều quá, ví dụ như vậy. Small in, tiny in là 1 byte, small in là 2 byte.
medium in, big in, medium 3 bài, in 4 bài, big in là nhân đôi lên 8 bài, chính xác. Đúng. Đây nó có nè, nó có chính xác rồi đúng không? Đấy, 3 bài, 2 bài, 1 bài, có chưa? Có cái gợi ý á, bên tay phải đó. Còn trong SQL Server nó chỉ có tiny in, nó có small in, có in, không có medium, nó có big in, hiểu không ạ? Đấy, ví dụ như vậy. Thế để mình biết mỗi cơ sở dữ liệu nó sẽ có một kiểu, loại kiểu khác nhau. Đấy, có kiểu float, kiểu double thì gấp đôi của float, ví dụ như vậy. Đấy, kiểu real, đấy, khác kiểu bit, boolean, nhiều lắm. Serial, đấy, year, time, nhiều lắm. Thì các bạn có thể coi đây, geometric, kiểu tọa độ nè, đúng không? Đấy, nó có đây. Thì các bạn có thể kiểm tra ở đây để coi. Nhưng mà mình chỉ dùng thông dùng có một số cái thôi. Rồi tiếp, em mở đi. Khác nhau. Khác nhau. Nghe nha, cái kiểu mà va cha là kiểu ký tự đơn thuần thôi. Kiểu tách là kiểu dạng là big data. Kiểu tách là nó chứa nhiều, ví dụ như va cha là các bạn hiểu 255 ký tự, ví dụ như vậy, hoặc là bao nhiêu ký tự. Còn tách là nó là dạng là số lượng lớn, tức là nó vượt quá cái giá trị max, tức là nó vượt quá cả 4.000 ký tự, cái từ max nhất của nhiều nhất của một cái chuỗi. Hiểu không ạ? Thì dùng cái tách nó sẽ gặp vấn đề như này. Khi các bạn làm với phần mềm có một số câu lệnh truy vấn, một số cái vấn đề khi lấy dữ liệu nó sẽ gặp lỗi. Nó sẽ gặp lỗi với tách hoặc là cái dữ liệu lớn. Hiểu không ạ? Dữ liệu lớn. Đấy, thì nó sẽ gặp lỗi. Vì thế người ta hạn chế dùng tách mà dùng va chạm. Hiểu không ạ? Hạn chế dùng tách. Còn cái tách mà mô tả trong các bạn ấy là tại vì cái cơ sở cái môn học này nè là đang soạn cho access. Thế nên là dùng tách. Hiểu không ạ? Đấy, chứ thực chất là trong cơ sở dữ liệu, kể cả SQL Server, kể cả MySQL, người ta cực kỳ hạn chế dùng tách. Nó gặp vấn đề về truy vấn dữ liệu. Hiểu không ạ? Truy vấn dữ liệu nó gặp vấn đề. Đấy, nó khác nhau nhiều lắm. Với hôm bữa có một bạn đã gặp lỗi. Nghe nè, hôm bữa một bạn gặp lỗi là cái mã, cái ID để khóa chính. Khi này cũng quên để khóa chính rồi. Cái ID để khóa chính, các bạn để tách lỗi ngay. Hiểu không ạ? Vì sao? Vì cái khóa chính là nó gắn với cái truy vấn, cái index, cái truy vấn dữ liệu, index. Cho nên là nó không cho phép, nó lỗi ngay. Và đổi cái đấy sang vai cha thì mới được. Nhớ, nó khác đấy, khác nhiều lắm. Được chưa? Rồi, không sao. Những cái này các bạn cứ đặt câu hỏi, các bạn cứ làm từ từ. Mà các bạn có câu hỏi là tốt. Hiểu không ạ? Có câu hỏi là tốt. Và rất mong các bạn đặt câu hỏi, nó mới ra vấn đề. Có thể cô nói các bạn không nhớ, nhưng đặt câu hỏi thì lần sau nhớ lắm, nhớ vô cùng luôn. Ok. Rồi tiếp tục nha các bạn. Ta khi nãy nói đến cái này đúng không? Tào cái gì đấy ạ? Cô khi nãy quên thêm khóa chính. Một bảng luôn luôn có khóa chính. Thì để khóa chính các bạn để cách một cách. Cái này để gì đấy ạ? Primary. Thì bây giờ mã nhân viên sẽ là khóa chính. Vậy cái bảng lúc nãy ta quên đặt khóa chính thì tí nữa ta sẽ dùng câu lệnh sửa bảng. Ta sửa nó. Đồng ý không? Okay. Rồi cái này các bạn run đó. Thấy chưa? À. Đây, bây giờ câu lệnh tạo bảng. Ở đây. Bây giờ. Được chưa? Rồi. Ok, các bạn vào đây các bạn coi. Đây là vào design các bạn coi. Bị lỗi. Có hai bảng chưa? Các bạn nhìn một lúc được mấy bảng? Hai bảng, và tí nữa ta nhìn được cái quan hệ của nó luôn. Thì bây giờ cái này có khóa chính, cái này chưa có. Đúng không ạ? Tí nữa ta sẽ nói đến sửa bảng. Cái này khi có mối quan hệ thì bắt buộc phải thêm một khóa phụ ở đâu?
một văn phòng mà có nhiều nhân viên thì thêm khóa phụ ở bảng nào? Bảng nhân viên, bảng nhiều, chính xác. Vậy ở đây ta đang thiếu một cột, một cột mã để quan hệ nữa đúng không? Rồi tí nữa ta sẽ nói đến, ta nói đến cái vấn đề là sửa bảng. Và ta đã hoàn thành câu lệnh gì đấy ạ? Câu lệnh tạo tạo bảng, đã hiểu chưa? Vậy tạo bảng thì nếu đặt khóa chính thì ta để cái này là primary key. Còn nếu để null hoặc not null, not null thì không cần để, à null thì không cần để, nhưng nếu not null tức là bắt buộc phải nhập thì các bạn phải để vào. Cái này không để gì có nghĩa là ngầm định not, not null. À null xin lỗi. Còn nếu mà không cho null thì các bạn để đây là not. Not null là bắt buộc phải phải nhập dữ liệu. Cái đấy là các ràng buộc, thấy chưa? Not null, có null thì thực chất là không cần phải để. Ha. Đấy, not null. Date. Được chưa? Ok. Rồi. Các bạn tạo một cơ sở dữ liệu có tên là quản lý nhân viên. Tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu quản lý nhân viên gồm cái này. Thì bây giờ ta sẽ không làm ở trên cái này, mà ta sẽ làm ở đâu hả? Ta sẽ làm ở trong cái cơ sở dữ liệu của gì hả? Cái bài lab á, đúng không? Rồi bây giờ làm được không? Làm thử nha. Sửa bảng. Sửa bảng thì có nhiều cái để sửa lắm. Ví dụ thiếu một cột ta thêm, đúng không? Dư một cột ta xóa. Ok. Thay đổi kiểu dữ liệu cho cột, đổi thuộc tính, bổ nhớ, cấp cho bảng, thêm, xóa, thay đổi các ràng buộc. Cái trên dễ hiểu, cái dưới sẽ khó hiểu. Ràng buộc là cái gì, đúng không? Ví dụ như này, ràng buộc này, khóa chính, khóa phụ là một ràng buộc, ta gọi là constraint. Constraint. Ràng buộc. Khóa chính là một ràng buộc, khóa phụ là ràng buộc, null, not null là ràng buộc. Cái đấy là một cái dạng ràng buộc để các bạn toàn vẹn dữ liệu. Hiểu không ạ? Thì ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn, một là thêm một cột, xóa các bạn làm sao, đúng không ạ? Hai là cô sẽ thêm một cái ràng buộc khóa chính, đúng không? Ba là cô sẽ thêm một cái ràng buộc khóa phụ, nghĩa là ràng buộc tham chiếu quan hệ giữa bảng này với bảng kia. Hiện tại ta sẽ có bảng nhân viên có quan hệ với bảng văn phòng. Vậy ta phải thêm cái ràng buộc đấy. Vậy ta sẽ làm demo. Còn xóa bảng thì dễ rồi đúng không? Drop xong. Câu lệnh cũng rất là ngắn. Drop table. Được chưa ạ? Đấy. Xóa database thì drop database. Nhá. Vậy bây giờ ta sẽ thêm, ta sửa thêm một cột thì làm sao? Đầu tiên phải dùng thêm, sửa bảng thì ta phải sửa thêm cột bảng nào thì sửa bảng đấy. Ví dụ cô thêm cột vào bảng nhân viên, tại vì cô sẽ thiếu một cái mã văn phòng ở đây đúng không? Thì cô phải sửa là sửa bảng nhân viên, đúng rồi. Ta vào SQL. Ta vào SQL. Ta dùng câu lệnh gì đây hả? Enter. Thấy table. Tên table là nhân viên. Rồi, bây giờ thêm cột thì ta làm sao? Nhìn này. À, add column, xóa cột, drop column. Đúng không ạ? Ok. Đấy, add column, column name. Add column. Tên column là tao để là mã văn phòng. Kiểu dữ liệu lưu ý. No. Ta phải xem mã văn phòng kiểu gì. Ồ, xin lỗi. Văn phòng cái nãy ta để kiểu gì ạ? À, va chạm mấy? À, va chạm 10. Ở đây bên này ta cũng để tương tự va chạm 10. Bên kia kiểu in thì bên này kiểu in, cứ để các bạn mới tham chiếu được. Nếu không giống kiểu thì không tham chiếu được.
bên kia kiểu in, bên này kiểu tách là không được rồi, hiểu không ạ? À, chỗ đây các bạn cũng để là va cha 10. Đó, xong. Cô lệnh sửa bảng, cô copy vô. Xong chưa? Xong rồi, à để coi lại, ta vào đây ta coi cho vui. Designer, nó bị lỗi. Thêm chưa ạ? Thêm rồi, đúng không? Thêm rồi, ok. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ cô làm một cái nữa là bây giờ ràng buộc này. Cái này chưa phải là khóa chính. Bây giờ cô sẽ ràng buộc khóa chính. Đôi lúc cô chạy, cô cố tình cho lỗi, nhưng mà cô sẽ không nói đâu nha. Các bạn tập đọc lỗi, hiểu không? Cái việc các bạn đọc lỗi và sửa lỗi cũng là một cái kỹ năng lập trình. Bởi vì sao? Các bạn sẽ không đảm bảo là các bạn luôn luôn gõ cốt không có lỗi. Nhất là những người mới học thì luôn luôn có lỗi, đúng không ạ? Nhưng các bạn đừng có phiền với cái chuyện bị lỗi. Tại vì nếu lập trình không có lỗi thì không phải lập trình. Cái đấy là cái gì á, không phải lập trình, hiểu không ạ? Lập trình là bắt buộc phải có lỗi. Và vấn đề ở chỗ là như này nè, các bạn phải biết là lỗi gì và sửa lỗi. Giống như các bạn làm một cái bài lập trình, bài lớn bị lỗi, các bạn phải biết lỗi nó nằm ở đâu mới sửa được. Giống như bị bệnh mà không biết bệnh gì sao chữa, đúng không? Đây, nói về cái bị bệnh, các bạn thấy thường là ví dụ đơn giản thôi, bị sốt. Sốt có rất nhiều nguyên nhân. Sốt siêu vi, sốt vì viêm tay giữa, sốt vì viêm họng, viêm phổi. Nhưng mà có những bệnh nhân sốt không tìm được nguyên nhân là rất là khó, hiểu không ạ? Có những trường hợp như vậy. Vậy mình chỉ cần tìm nguyên nhân và chữa bệnh đấy là nó hết sốt thôi, hiểu ý không ạ? Lập trình cũng vậy thôi. Khó nhất là tìm lỗi. Thì vậy, cái việc các bạn fix lỗi, các bạn tìm ra lỗi thì nó giúp các bạn tăng cái khả năng đấy lên. Nghĩa là gặp lỗi, ok, tôi biết được lỗi đấy. Lần đầu tiên không biết, tôi có thể hỏi người này, tôi có thể lên mạng tôi hỏi. Nhưng lần sau tôi gặp đúng cái lỗi đấy thì sao ạ? Tôi sửa được liền, hiểu không ạ? Và ở đây phải cần kỹ năng đọc tiếng Anh nhá. Cần đọc tiếng Anh, tại vì có một số câu trả về lỗi là nó sẽ là tiếng Anh, không phải tiếng Việt để đọc lỗi, ok. Tuy nhiên nó cũng không khó đâu, các bạn đọc nhiều lần nó quen. Các bạn không quen trừ khi không có làm bao giờ thôi. Được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ qua cái này. Bây giờ ta sẽ coi, bây giờ tôi sửa, sửa cái ràng buộc sẽ sửa như nào. Bây giờ tôi phải thêm một cái ràng buộc mới, đúng không ạ? Bây giờ tôi chưa có khóa chính, bây giờ tôi phải thêm khóa chính. Thêm khóa chính cho trường này có nghĩa là tôi thêm một cái ràng buộc mới. À, ta xoay một cái code để thêm ràng buộc. Thêm ràng buộc vào bảng, ta dùng câu lệnh add constraint. Những cái này là dành cho check. Check này các bạn về các bạn làm nhá. Check này nó dễ, đúng không ạ? Rồi, add constraint, check, kiểm tra. Đấy, còn thêm khóa chính thì sao ạ? Add constraint, cái này là tên của constraint. Tên này các bạn đặt sao cũng được, hiểu không ạ? Và khóa chính, và trường nào làm khóa chính. Ok. Rồi, bây giờ ta sẽ làm như sao? Quay lại bài. Đây, sửa bảng nào? À, sửa bảng văn phòng. Enter table văn phòng. Rồi, thêm ràng buộc là gì? À, add constraint. Đó. Và cái tiếp theo là tên của con trend. Tên thì đặt sao cũng được. Tôi để khóa chính là tôi để primary key, shift gạch là mã văn phòng chẳng hạn. Cái này của cô là tên cô tự đặt, được không ạ? Và tiếp theo đó là các bạn để từ khóa primary key. Và trường nào để khóa chính? Trường mã văn phòng để là khóa chính, đúng không? Bây giờ ta sẽ chạy, okay, copy câu lệnh. Rồi, run. Rồi. Được chưa? Được rồi. Đúng không? Bây giờ ta qua cái này ta xem nó đã có khóa chỉnh chưa, khóa chỉnh chưa. Chắc. Đâu rồi?
Đấy, khóa chính chưa hả? Đây, khóa này. Đấy, ok. Rồi, ok, bây giờ tôi thêm một cái nữa là thêm cái ràng buộc. Thêm một cái nữa là thêm ràng buộc. Hai bảng này như vậy. Một bảng cô nữa đâu rồi? Ý da. Đây, hai bảng đây rồi. Ố, mất rồi. Sorry, sorry. Kỳ cục quá. Đấy, lâu lâu vậy đó. Đấy. Bây giờ, nhiều bàn nắm cái này kéo nè. Nắm cái này kéo nè. Ha, khóa chính ở đây. Khóa phủ ở đây. Nắm kéo, ok. Được chưa? Nó bảo là lỗi do missing index in column. Ok, chỗ này bỏ qua. Bây giờ cô sẽ tạo. Viết câu lệnh để tạo nó. Được chưa? Không nắm kéo mà viết câu lệnh để tạo. Bây giờ ta xem câu lệnh để tạo ha. Sửa gì á? Sửa bảng nào? Bây giờ tôi thêm ràng buộc khóa phụ. Tôi set, muốn set khóa phụ. Vậy khóa phụ nằm ở đâu? À, nằm khóa phụ mà. Nhân viên, khóa chính nằm ở văn phòng. Bởi vì tôi phải sửa bảng nào? Nhân viên. Rồi, enter table. Nhân viên, đúng rồi. Thêm ràng buộc là gì? Edge. Constraint. Không có vấn đề gì. Nó không quan trọng. Rồi. Bây giờ đến tên ràng buộc. Tên ràng buộc thì cô cũng đặt, từ đặt. Foreign key là khóa phụ dành cho bảng mã văn phòng. Rồi. Đến cái foreign key khóa phụ. Foreign key này là nó phải là lấy cái khóa nằm ở bảng nhân viên nhé. Nhưng vô tình mình đặt giống nhau, thành ra nó cũng là mã văn phòng, đúng không? Rồi, reference tham chiếu tới, tới cái bảng gì? À, tham chiếu tới bảng văn phòng. Và khóa chính của nó là khóa gì? Mã văn phòng luôn. Rồi, xong. Câu lệnh nó dài hơn một xíu thôi, không dài lắm. Chạy, vô. Được chưa? Rồi, bây giờ câu lệnh tôi copy ra đây. Đó, cái này là ràng buộc khóa phụ nhé. Ta còn gọi là ràng buộc tham chiếu. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ ta qua đây nè, các bạn nhìn nè. Design. Nó trôi xa quá à. Đây. Trời ơi. Nó tút lút dưới này nè. Sao tắt cái này. Đây. Thấy cái đường tham chiếu chưa ạ? Thấy tham chiếu chưa? Thấy tham chiếu chưa? Được không ạ? Được không ạ? Em hỏi đi. Cái đấy khác. Cái này là lúc các bạn nghe nè. Lúc các bạn tạo khóa chính, các bạn để primary key luôn, không đặt tên. Và nó tự sinh ra một cái tên. Tên ràng buộc nó có, nó tự sinh. Từ sinh. Còn cái này là các bạn thì đấy, các bạn thêm vào sau thì các bạn phải đặt. Còn cái kia là nó từ sinh, nó từ có. Có chứ. Xóa ràng buộc. Select nó ra. Dùng câu lệnh để lấy nó ra. Hoặc là nó sẽ trong cấu trúc đó, nó sẽ thường có. Cấu trúc nó sẽ có. Extract. Thì thông thường nó sẽ có cái mô tả về cấu trúc. Đây. Đây, đây nè. Primary key nè. Key name nè. À, bảng này là bảng nhân viên đúng không? Đấy, và nó có một cái foreign key nè, cái mã của nó nè, khi này cô vừa đặt nè. Đấy, cái ràng buộc nè, index nè. Cô vừa đặt nè. Đấy. Ok. Index á, nó có cấu trúc nó mô tả hết em. Info, cấu trúc.
hoặc là các bạn có thể select nó nằm ở trong bảng, nó thường nằm ở trong bảng là view. Các bạn select cái các cái ràng buộc còn trên có. Còn ví dụ như SQL Server là cấu trúc phía dưới, các bạn select cấu trúc nó có hết luôn, có tên luôn, foreign constraint nó có hết luôn, hiểu không ạ? Đây nè, đúng không ạ? Ok. Và nói nữa là một cái nữa là index mà với primary key á, nó tự động nó tạo. Bất kỳ khi bạn tạo một cái index, một cái primary key, tự động nó sẽ sinh ra cái index cho khóa chính. Nếu các bạn mà muốn không có index, các bạn bỏ nó để là nân, để nân nó, để xóa nó, câu lệnh để nói sau. Ok nhá. Tức là nó sẽ có một cái là index, thì mình bỏ nó index để ngay từ đầu luôn, nếu không nó sẽ tự động nó sinh ra. Okay. Rồi à, sửa xong đúng không? Vậy ta vừa nói được cái gì ạ? Ta vừa nói được câu lệnh gì? Câu lệnh tạo tạo bảng nè, tạo database nè, đúng không? Tạo database nè, câu lệnh tạo bảng nè, tạo database nè, biết chưa? Câu lệnh tạo bảng nè, ok. Câu lệnh sửa bảng nè. Sửa bảng thì ta nói đến sửa thêm cột, câu lệnh thêm ràng buộc, ràng buộc khóa chính, ràng buộc khóa phụ, foreign key, đúng không? Rồi về nhà các bạn phải làm tất cả những cái này trên đây, trên bài lá và trên assignment, được chưa? Buổi sau chúng ta sẽ học về dữ liệu, thêm sửa xóa, đúng không? Thì các bạn về tìm hiểu cho cô các câu lệnh như sau. Cái này cô nói để các bạn đọc trước nha. Khi các bạn làm xong rồi thì các bạn sẽ phải đọc, đọc trước bài. Đó là câu lệnh insert thêm dữ liệu. Thêm dữ liệu nè. Ví dụ câu lệnh insert into vào cái bảng văn phòng, đúng không ạ? Nếu mà đầy đủ thì phải liệt kê tên cột, nhưng nếu như các bạn chèn vào tất cả các cột thì không cần thêm tên cột nữa, mà để trực tiếp value luôn. Mã văn phòng ví dụ như Hồ Chí Minh 001 đó. Đấy, tên văn phòng, địa chỉ là bao nhiêu đó, đúng không? Quận 3. Quận 3 Hồ Chí Minh chẳng hạn, địa chỉ. Đó, đây là câu lệnh thêm dữ liệu. Hả? À, rồi. Câu lệnh cập nhật dữ liệu. Cập nhật dữ liệu hay còn gọi là sửa dữ liệu. Có nghĩa là sao? Dữ liệu các bạn chèn lúc đầu nó bị lỗi, nó chưa đúng, đúng không ạ? Các bạn sửa lại thì người ta gọi là cập nhật. Thì ở đây các bạn dùng câu lệnh là update tên bảng, ví dụ tên bảng văn phòng, set cái giá trị nào đó, ví dụ như mã văn phòng bằng, rồi có mệnh đề where. Cái này về các bạn đọc thêm where gì đó, hoặc là set địa chỉ, địa chỉ bằng where với điều kiện là mã văn phòng bằng cái gì, where mã văn phòng bằng cái gì đó, đúng không ạ? Với điều kiện cập nhật cái văn bảng văn phòng với địa chỉ mới và ở trên cái dòng mà có mã văn phòng bằng bao nhiêu đó. Nếu các bạn không có que thì coi như nó cập nhật ra ạ, cập nhật hết, có bao nhiêu dòng cũng cập nhật hết luôn, hiểu không ạ? Mình cần dùng một dòng thôi, cập nhật một dòng thôi thì mình phải có điều kiện, hiểu ý không? Rồi để xóa, xóa một cái dòng dữ liệu ta dùng câu lệnh delete from tên bảng văn phòng. Nhưng nhớ là phải có điều kiện, mình đề where. Nếu không có điều kiện thì sao?
xóa hết. Chính xác. Hiểu không ạ? Mã văn phòng bằng cái gì đó. Hiểu không ạ? Còn nếu không có thì nó sẽ xóa hết. Đồng ý không? Về tìm hiểu và làm cho cô những cái này nhá. Về tìm hiểu trước. Làm cả hai bài, với là lớp 1, lớp 2 luôn. À, bài 11, 12 luôn. À, đúng rồi. Và các bạn làm ở trên assignment. À, rồi cô sẽ sửa assignment một tí. Quay lại nè. Hôm qua bạn gì hỏi bài cô bài assignment. Đông Anh. Đông Anh nha. Đông Anh, cái này cô sẽ sửa một tí nè. À, thẻ sinh viên thế này ok. Nhưng mà 1N đấy là không có đúng nè. Đây là hình thoi là quan hệ mà. Đúng không? Cho nên N không đặt ở trên này. N chỉ đặt cái giá trị này nè. Nó chỉ đặt ở các thực thể thôi, không đặt trên quan hệ, cho nên là 1, 2, N, 3 cái này là sai. Đó. Thứ hai là loại sách thì không có quan hệ với thẻ sinh viên. Cho nên chỗ này là cái đường này tôi bỏ. Cái đường mà giữa loại sách và cái phía mượn sách này là bỏ. Hiểu không ạ? Đấy. Cái quan hệ là mượn sách này các bạn có thể ghi là thiết lập phiếu mượn sách. Hiểu không? Có thể ghi là thiết lập phiếu mượn sách chứ không phải là phiếu mượn sách. Nếu là phiếu mượn sách thì nó là danh từ, nó là thực thể. Nhưng cái này nó là một quan hệ. Tại vì quan hệ giữa thẻ sinh viên và sách nó là quan hệ nhiều nhiều, thì nó sẽ thiết lập ở đây. Nó dữ liệu cái này dữ liệu tương giao là đúng rồi. Cái chỗ bạn để cái này là đúng rồi, bởi vì cái này là dữ liệu tương giao. Hiểu không ạ? Tuy nhiên chỗ này các bạn phải để là thiết lập phiếu mượn sách. Hiểu không ạ? Hoặc là ghi là mượn sách. Ok. Rồi cái bảng sách nè. Trật tự coi. Cái bảng sách thì các bạn lưu ý là ở trong cái đề bài người ta nói rõ, nói rõ cho các bạn là một cuốn sách có thể được nhập nhiều lần, đúng không? Vậy ở trong cái cuốn sách, cái chỗ mà nhập số lượng ngày nhập á, các bạn phải tách một cái bảng khác. Hiểu không ạ? Tách là cái bảng khác. Và một sách nó sẽ có nhiều cái phiếu nhập sách. Nhập sách, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hiểu không ạ? Thì tất nhiên chỗ này các bạn phải tách ra một bảng nữa. Hiểu không? Đó. Rõ chưa? Rồi. Rồi có một bạn hỏi cô một vấn đề này nữa nè. Các bạn về suy nghĩ cho cô nè. Một bạn sẽ đặt hỏi cô cái vấn đề về assignment như thế này. Mấy bạn ơi, mấy bạn im lặng được không mấy bạn? Mấy bạn ồn quá mấy bạn ơi. Nghe nè. Các bạn đặt câu hỏi là thứ nhất là mỗi sinh viên được mượn tối đa 3 quyển. Xong cái thời hạn mượn cổ phiếu sau 1 tuần, nếu sinh viên muốn mượn tiếp họ phải đến gia hạn lại, đúng không? Nếu không thủ thư sẽ gửi thông báo đến hạn trả sách của email sinh viên, đúng không? Thì ở chỗ này có một bạn đặt câu hỏi là giả sử như bây giờ em muốn gia hạn thì sao, có phải lập một phiếu mới không hay chỉ là đổi ngày, hiểu không? Hai là, đó là một vấn đề nhé. Vấn đề thứ hai là nếu mà tôi muốn trả một cuốn và tôi gia hạn 2 cuốn tiếp theo và muốn thêm một cuốn nữa, nghĩa là trong thời điểm đó bạn chỉ cũng mượn có 3 cuốn, vậy xử lý như thế nào? Đổi ngày. Suy nghĩ đi, chứ chắc đâu. Suy nghĩ đi. Hiểu ý không? Bây giờ có hai trường hợp xảy ra mà các bạn sẽ nhìn thấy hai trường hợp này nó có sự mâu thuẫn với nhau. Nếu bạn trả lời không có đúng thì sẽ bị mâu thuẫn đấy. Trường hợp thứ nhất là nếu
hết một tuần tôi muốn gia hạn thì tôi có phải lập biểu phiếu mới không? Hay là đổi ngày? Vẫn giữ cái phiếu đấy, đổi ngày, đó là một cách. Hai câu hỏi này trả lời không khéo là các bạn sẽ bị mâu thuẫn đấy nha. Câu hỏi thứ hai, và tôi mang sách đến 3 cuốn đúng không? Tôi trả 1 cuốn. Trong cái phiếu đó tôi trả 1 cuốn. Cái phiếu là các bạn lập 1 phiếu thôi cho 3 cuốn mà. Tôi trả 1 cuốn, tôi gia hạn 2 cuốn và tôi mượn thêm 1 cuốn nữa. Vậy tôi vẫn đúng đúng không? Vậy máy xử lý thế nào? Không xử lý được là thủ thư không biết làm sao hết trơn. Hiểu ý không? Đấy. Ông thủ thư bảo chứ thôi trả hết đi xong làm mượn cái mới. Hiểu ý không? Nhưng mà mình phải có một cách xử lý làm sao nó tinh tế. Máy nó xử lý một cách tinh tế. Máy nó tự động mà. Mình phải làm sao tận dụng được máy chứ. Cái mà nếu mà thủ công quá thì máy nó không hỗ trợ nhiều. Suy nghĩ xem có giải pháp nào tốt cho các trường hợp đấy. Hiểu không ạ? Tôi nghĩ là các bạn sẽ có nhiều giải pháp. Cứ nêu ra không vấn đề gì hết. Ok? Đồng ý không? Nhá. Rồi. Rồi buổi hôm nay chúng ta học đến đây nhá. Rồi.